Rồi chào các bạn nha. Hôm nay lại với chủ đề nạp BIOS nữa ha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip hướng dẫn cho các bạn nạp BIOS trên main Gigabyte 915 ha. Để các bạn khỏi lăn tăn là main đời cổ, mình hướng dẫn main đời mới không, main đời cổ nạp không được ha. Thì nó cũng vậy thôi, nạp BIOS main Giga là đa số là giống nhau ha. Thì đây mình mở lên BIOS ha, mở cái cộng BIOS này ha. Thì cái này thì mình ra trên mạng lâu lắm rồi, nó chỉ có 5.42 MB nè ha. Rồi nhắm vô đây cài đặt thôi. Đây là mình chạy trên cái Windows XP của mình, bữa hổm mình gót đó, làm cái clip đó. Thì cái này Win này mình bào chế cũng lâu lắm rồi, xưa lắm rồi ha. Thì làm giao diện cho nó giống Windows Vista rồi thời xưa, từ năm 2009 tới giờ ha. Thì nó có mấy phần mềm cài đặt rồi, Yahoo rồi, đóng băng rồi, vị trí good rồi ha. Thì cái bản này là trên đĩa CD là đầy đủ hết đó. Rồi mình mới cài xong rồi cộng BIOS rồi ha. Đây thì mình cứ mở lên thôi ha. Đây giống hệt ha, thì đây là main Intel 915 ha. Đó, Intel 915 nè. Rồi cập nhật BIOS thì cứ bấm, nếu cập nhật trên mạng thì bấm update server ha. Còn muốn cập nhật mà file lẻ mình đã đau về rồi đó, thì mình chọn dưới này ha, từ file này ha, update BIOS từ file này. Ở đây là lưu lại cái BIOS của mình đang xài ha. Thì đây mình update trên mạng luôn ha, chọn server nào cũng được ha, tại vì mấy file này nó nhẹ lắm. Đây nó có bản Intel 95G BIOS version F6 ha. Rồi ok ha. Rồi nó hỏi bạn muốn cập nhật không nè ha, từ chu qua update BIOS nè, rồi chọn ok thôi ha. Rồi nó cập nhật sao rồi đó, để khởi động, nó khởi động lại nữa là ok đó, dễ không. Nó cập nhật BIOS trên main cổ main mới gì cũng được hết, nó cũng dễ ợt hết đó, nó nhanh lắm. File này BIOS này có, mình nghĩ tới nó có 256 KB rồi, chứ không được tới nửa mê nữa. Main 915 à, main này khá là xưa rồi ha. Rồi nó xong rồi đó, vậy là nó cập nhật xong BIOS cho main Giga đó, đơn giản không, nó cái xài cái cộng BIOS nha. Nó tí tách rồi ha, nhanh lắm ha, không có sợ, không đến nỗi là cúp điện mà nó ấy đâu ha, nó xong rồi đó. Phần mềm này mình cập nhật lên tới cho main B250 vẫn cập nhật tốt bình thường ha, dù nó cổ. Thì BIOS thì ở đây mình có rất là nhiều hãng, có rất là nhiều loại BIOS luôn, các bạn cứ cần loại nào cứ nhắn mình có mình gửi ha, còn không có mình kiếm trên mạng mình gửi cho ha. Rồi thì cái Windows XP huyền thoại này thì hôm bữa mình gót đây cũng chặt chuột mới vô được đó ha. Thì trong này nó có vài trò game ha. Thì có trò này, bây giờ mình chơi trò chơi với các bạn ha, ai mà chơi thắng được cái trò này ha, Gat Test 2 ha. Thì mình chơi thử cho các bạn coi ha. Đây. Rồi, đây mình chơi, mình đẩy vô cho từ từ ha.
các bạn cứ đẩy nó về hết cái tất cả này thì cái này thắng ha. Cái này nó có tới 50 vòng lận ha. Các bạn nào chơi hay thắng thì mình sẽ tặng quà ha. Cái chơi ai mà chơi thắng đầu tiên thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái ổ cứng cổ ha, ổ cứng cổ của thời xưa ATA ha, 500GB ha. Ai thắng 50 vòng chụp hình lại từng vòng cho mình ha. Thì đây mình để mình ấy để tới cái cuối này ha. Thì bạn cứ đẩy viên cuối về mà chắc cú là đẩy vô được thì bạn cứ chụp hình lại mỗi vòng ha. Chụp được 50 vòng thì ai thắng đầu tiên thì mình sẽ tặng cho cái ổ cứng cho vui ha. Ổ cứng siêu hiếm ATA 500GB ha. Đó, thì như vậy đó xong cái xong thì nó sẽ qua vòng 2 ha. Mình cứ chụp mình đủ 50 tấm hình cái viên cuối vậy là ok ha. Thì mình chơi xong thì nhận quà vui chơi thôi, giải trí thôi, chợ này thì đó. Đó các bạn cứ chơi, nếu mà không có trò chơi này thì mình gửi Zalo ha, mình gửi game này chơi ha. Game này thì nó 50 vòng nữa ha. Đó, vòng này vòng 50 nè ha. Thì game này rất là nhẹ ha. Đây. Game này chỉ có 454kg thôi ha. Đây. 454kg thì các bạn cứ không có trò chơi này thì các bạn cứ các bạn không có trò chơi này thì các bạn hết Zalo mình gửi ha. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Thì các bạn đừng quên like, share, đăng ký giúp mình ha. Thì tương tác nhiều thì mình sẽ có nhiều quà tặng hấp dẫn hơn ha. Rồi các bạn mà thắng giải nhất thì mình tặng ổ 500GB, còn thắng giải nhì thì tặng ổ 80GB ATA thôi ha. Rồi giải ba thì 40GB ATA thôi ha. Còn ổ 20GB ATA nữa các bạn cứ ấy thì mình cho giải tư luôn ha. Bạn chơi tương tác mạnh lên để lấy quà với vui chơi lành mạnh rồi ha. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn nhiều sức khỏe ha. Bye bye các bạn.